Bản tin Thanh Hoa mới xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, tại những bản làng vùng cao biên giới, dẫu còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng các em học sinh vẫn có được niềm vui trong ngày khai giảng năm học mới. Trên những đỉnh non cao, vẫn luôn có những người thầy, người cô đang lặng thầm hy sinh, miệt mài cõng chữ ngược ngàn, ươm mầm khát vọng cho các thế hệ học trò vùng cao. Sau đây là ghi nhận của phóng viên về ngày khai giảng tại điểm trường Bản Xía Nội, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Những cô cậu học trò điểm trường Xiến Nội, trường tiểu học Sơn Thủy đến lớp trong niềm vui háo hức hơn so với mọi ngày, bởi các em sẽ được đón lễ khai giảng, sự kiện quan trọng nhất của năm học. Chào cô, chào. Điểm trường Xiến Nội chỉ có hơn 30 học sinh với hai thầy giáo phụ trách. Hôm nay có thêm thầy hiệu trưởng từ điểm trường chính vào dự lễ khai giảng với thầy và trò. Không phông bạt loa đài, không có những tiết mục văn nghệ rộn ràng. Lễ khai giảng đơn sơ giản dị nhưng vẫn diễn ra trang nghiêm và xúc động. Vào năm học mới thì đối với cái điểm trường Xí Nội là cái điểm xa trung tâm thì với hai thầy cũng như là với số lượng học sinh rất là ít, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức cho các em một buổi khai giảng năm học mới đơn giản nhưng trọn vẹn nội dung để các em hiểu và nắm bắt được cái buổi lễ khai trường như thế nào. Xiến Nội là bản đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã Sơn Thủy 20 km, cách trung tâm huyện Quan Sơn 70 km, 100% dân số là đồng bào Mông. Cả điểm trường chỉ có 2 phòng học xây dựng từ nhiều năm trước và đã bắt đầu xuống cấp. Mỗi phòng ghép 2-3 lớp, mỗi lớp chỉ vài học sinh. Dạy chữ cho học sinh tiểu học đã khó, dạy chữ cho học sinh người Mông càng khó khăn hơn bởi các em hầu như chưa thạo tiếng Kinh. Dù vậy, bằng kinh nghiệm và tình yêu thương dành cho học trò, hai thầy giáo phụ trách điểm trường đều nỗ lực cố gắng để mỗi ngày đến trường của học sinh đều là một ngày vui. Gắn bó với điểm trường vùng cao gần vài thập niên, thầy giáo Hà Thanh Sơn và thầy giáo Hà Văn Cơi đã quá thấu hiểu với những khó khăn vất vả của sự học nơi này. Ở Xiến Nội, 100% hộ dân đều thuộc hộ nghèo, đời sống quá khó khăn nên trước đây người dân thường không chú trọng đến việc học của con em mình. Bởi vậy, hai thầy giáo đã phải vào từng gia đình để tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ra lớp. Tôi gắn bó vùng cao gần 30 năm. Đấy. Nên là chúng tôi sẽ là nguyện mang tất cả những cái gì truyền thừa kiến thức cho các em để các em sau này để các em sau là hiểu biết nhiều kiến thức hơn để sau này là các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Trong những năm gần đây thì đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng tương đối đầy đủ nên là cái việc là nhà trường bố trí luân phiên các thầy cô cũng tương đối là thuận lợi. Các thầy cô thì cũng hiểu cái nhiệm vụ và cũng yên tâm công tác và làm tốt cái nhiệm vụ của mình, nghĩa là bám trường, bám lớp và gieo cái quân chữ được phụ huynh và các cấp chính quyền cũng tin tưởng. Sự học vùng cao Thanh Hóa có muôn vàn khó khăn trở ngại, nhưng nhờ có những người thầy, người cô tận tụy hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, vẫn đang ngày ngày ươm mầm con chữ, thắp lên ước mơ và hy vọng cho các thế hệ học trò nơi biên viễn, chắp cánh để các em vươn tới tương lai. Những năm qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của toàn xã hội, chất lượng giáo dục các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa ngày càng được nâng cao, từng bước rút ngắn khoảng cách với giáo dục miền xuôi. Mặc dù nằm trên địa bàn khó khăn của huyện Như Thanh, lại có tới 2 điểm lẻ cách xa trung tâm. Nhưng những năm gần đây, trường tiểu học xã Phượng Nghi luôn giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Năm học vừa qua, lần đầu tiên nhà trường vươn lên vị trí thứ 9 trên tổng số 18 trường tiểu học về kết quả giao lưu học sinh giỏi cấp huyện, tăng 4 bậc so với năm học trước. Sự nỗ lực của từng cán bộ giáo viên học sinh, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đã mang lại những thay đổi tích cực cho giáo dục của huyện miền núi Như Thanh. Đến nay, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của huyện đã đạt trên 95%, thuộc top đầu các huyện miền núi và cao hơn bình quân chung của tỉnh. Sau khi khai giảng thì cô trò đã bước vào buổi học đầu tiên. Cô trò đã đưa các con đã đi vào nề nếp
và bước đầu đã các con đã học buổi học đầu tiên và mong rằng là trong năm học này thì các con sẽ cố gắng, cô trò sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được thành tích cao nhất. Đây là một năm học thực hiện toàn diện cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chính vì vậy thì các cái thiết bị giảng dạy trong trường học gắn với chuyển đổi số thì phải được quan tâm đúng mức, từ việc trang bị những cái hệ thống TV, rồi các cái bàn ghế, các cái điều kiện thiết bị khác phục vụ cho cái việc thực hành ở các trường học thì được huyện quan tâm để hỗ trợ các nhà trường từng bước để mà đáp ứng được cái việc dạy và học. Tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách của nhà nước về phát triển giáo dục khu vực miền núi, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, trong đó quan tâm đến người dân tộc thiểu số, người sống ở miền núi. Hiện nay, toàn tỉnh có 13 trường phổ thông dân tộc nội trú, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%. Nhiều huyện có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao hơn bình quân chung của tỉnh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc các trường khu vực miền núi ngày càng cao. Điểm trúng tuyển vào lớp 10 của các huyện miền núi cũng được nâng lên. Đặc biệt, đã có trường trung học phổ thông khu vực miền núi có học sinh giỏi quốc gia. Nhiều trường trung học cơ sở có học sinh thi đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. Phát huy những mặt mạnh, những mặt đạt được của năm học trước và khắc phục những cái hạn chế khó khăn để nhà trường phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Định hướng của nhà trường là thứ nhất là đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đúng theo trình độ đào tạo và đáp ứng theo chương trình đổi mới chương trình phổ thông 2018. Thứ hai là đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để nhằm phát huy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép là vừa xây dựng nông thôn mới, vừa xây dựng trường chuẩn quốc gia. Do vậy là huyện đã tập trung để lãnh đạo các nhà trường là thực hiện việc phát huy tốt công năng sử dụng của các cái công trình, các trang thiết bị đã được trang bị trong năm học mới này để nâng cao chất lượng toàn diện cho giáo dục. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển giáo dục ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn vẫn còn nhiều hạn chế. Đội ngũ giáo viên có nơi còn thiếu về số lượng, nhiều nơi vẫn thiếu phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Điều đó đòi hỏi cấp ủy chính quyền các cấp và ngành giáo dục cần tiếp tục quan tâm đầu tư, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi hơn cho sự nghiệp giáo dục miền núi phát triển, từng bước thu hẹp khoảng cách với giáo dục miền xuôi.